Wow. Mình xin được giới thiệu bản thân của mình, họ và tên của mình là Phạm Minh Đức, học sinh lớp 2A1 hoặc là Data C của Nice Life. Trường mình là Alfred Nobel, tiểu học Tư Thục. Người chơi của chúng ta ở đây. Mọi người đoán là gì ạ? Chuyện này sẽ có gợi ý. Rồi xin mời Đức bật mí câu trả lời nào. Người nắm của chúng ta là Phùng Quang Huy, người Nice Life, rất là nổi tiếng trong lớp này. Luật chơi của chúng ta là mỗi câu hỏi của chúng ta được đặt là một điểm và tương ứng với 10.000 đồng. Trời ơi. Nếu số điểm thấp, người chơi sẽ phải nộp ra cho ban tổ chức. Ví dụ, người chơi bị âm 2 điểm, có nghĩa là người chơi phải nộp phạt cho ban tổ chức 20.000. Nếu số điểm dương, người chơi được thưởng từ ban tổ chức. Người chơi có 15 giây để suy nghĩ và câu hỏi chỉ hiện khi thời gian được bắt đầu. Wow. Rồi. Tiên là chú là người chơi đúng không? Vâng. Ok rồi, chú sẽ chọn ok câu số 9 rồi. Câu cuối cùng. Thế là phải chơi hết ở Đức. Vâng. Ok. Vậy là người chơi đã chọn câu hỏi số 9. Xin mời máy tính mở ra câu hỏi số 9. Dạ vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn ban tổ chức. Người chơi đã sẵn sàng chưa ạ? Tôi sẵn sàng. Thời gian của chúng ta bắt đầu. Ôi dồi. Ôi dồi. Go. 4, 3. Sáng sủa, tôi cho đáp án là sáng sủa. Tia sáng và một con chó sủa. Đáp án chính xác. Đáp án rất là thú vị. Quay lại menu câu hỏi của chúng ta. Câu số 9 đã biến mất. Tôi xin chọn câu hỏi số 4 ạ. Vậy là người chơi đã chọn câu hỏi số 4. Xin mời máy tính mở câu hỏi số 4. Căng thẳng. Người chơi đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, một lần nữa tôi sẵn sàng. Ở đây là một chiếc thiệp và một cái lịch ở dưới này. Lịch thiệp. Mọi người chúng ta không nhắc nhá. Rồi. Ok. Rồi, câu này không tính coi như là bù nợ câu kia. Rồi. Số tiền bây giờ đang là 0 đồng. Rồi, tôi chọn câu hỏi số 6. Nhấn đến. Vâng, cảm ơn ban tổ chức. Vâng, tôi sẵn sàng. Con cá đang tính toán. Cá tính à? vâng, giật mình. Ok. Và như vậy là câu số 6 đã biến mất. Vâng, tôi chọn câu số 2 ạ. Dạ vâng, câu số 2. Số 2. Một câu hỏi buồn cười nhất. Hấp dẫn. Tôi sẵn sàng. Người chơi đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng. Vâng, báo cáo ban tổ chức đó là trong lúc mà chấm bài tốt nghiệp thì tôi đã nhớ bấm nhầm vào cái xoay này. Và thực ra tôi biết đáp án đó là tam giác rồi ạ. Dạ vâng. Rất xin lỗi ban tổ chức. Tôi chỉ bấm nhầm vào đúng cái câu hỏi này khi chấm bài thôi. Dạ vâng. Ok, vậy câu hỏi số 2 là không tính nhá. Dạ vâng. Ok, tôi chọn tiếp câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3. Con
vâng, thì tôi chấp nhận. Bắt đầu tạ vâng. Bếp nướng với một bàng loại có từng loại ghép vào. Ban tổ chức rất quan tâm. Bàng ngoại. Ồ, đang án sai nó. Ok. Vâng. Không điểm. Ok. Rồi, câu số 7 ạ. Bắt đầu, vâng, tôi sẵn sàng. Chiếu hậu, gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu ạ, rồi vâng. À, giờ bắt đầu phải hết thời gian thì mới được hiện đáp án đúng không ạ? Ok, rồi ạ. Chính xác, quay lại một điểm. Ok. Và câu số 5 ạ. Câu giữa 1 và 8. Vâng, tôi sẵn sàng. Một ngôi sao và một chiếc băng dán. Sao băng ạ? Rồi, từ giờ, ban tổ chức vào. Ban tổ chức có tâm quá ạ. Rồi, cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Rồi, câu số 1 ạ, dạ vâng. Câu đầu tiên. Dạ. Trong menu số câu. Và tôi sẵn sàng. Một con tôm. Tôm bông. Ok. Rồi. Rồi, đây giống như một chương trình từ thiện vậy. Và tôi sẵn sàng. Ok. Đi rồi. Dạ, nhanh rồi. Dạ. Dạ. Thế là đang cộng mấy rồi ạ? Cộng 2, cộng 2 ạ. Dương 2 rồi. Dạ vâng. Để rất tiếc. Dương 1. Ồ. Hay hay hay. Dương 1 vì đã chưa nghĩ ra kết quả. Dạ vâng. Rồi. Và như vậy là trò chơi của chúng ta đã hết. Xin mời mọi người cho người chơi một... một tràng vỗ tay. Ôi, một tiếng vỗ tay luôn. Và như vậy là trò chơi của chúng ta đã hết. Coi như là chú Phùng Quang Huy là rất là giỏi về PowerPoint, gần như là số 1 Việt Nam. Cũng là một người rất là sáng tạo. Câu chuyện ba lê kể ra đúng là rất là vô lý, đúng không? Dạ vâng. Vô lý về cái đường nó ở dưới cái ô tô, xong rồi nó lại đè lên dưới ô tô, đúng không? Đúng rồi ạ, dạ vâng. Wow, Đức Vân còn nhớ kiến thức trong giáo án. Là chương trình của chúng ta hôm nay cũng rất là nhanh. Ok. Rồi. Oh. Wow. Cảm ơn Đức rất nhiều, một tràng vỗ tay thật to và dành cho Đức. Wow. Một chàng trai học sinh lớp 2 đến từ Nice High. Rồi, cảm ơn Đức rất là nhiều. Wow, ok. Rồi, cảm ơn Đức. Ok, một tràng vỗ tay lần nữa dành cho Đức. Rất tuyệt vời. Ok, high five. Rồi, cảm ơn Đức rất nhiều. Wow.